chiến hạm Tribune Việt Nam mạnh hơn của Nga. Sau khi hoàn thiện nâng cấp, tàu hộ vệ Tribune mang tên Tatarstan của Nga sở hữu sức mạnh có thể tương đương với chiến hạm Tribune 3.9 trong Hải quân Việt Nam. Theo cơ quan báo chí thuộc quân khu phía Nam của Nga, hộ vệ hạm Tribune mang tên Tatarstan đã hoàn thành quá trình hiện đại hóa và sẵn sàng gia nhập trận Kursk 2016. Hải quân Nga cho biết, việc hiện đại hóa được thực hiện tổng thể thông số tàu chiến cũng như các phương tiện kỹ thuật và công thái học động cơ của Tatarstan đã được nâng cấp và tự động hóa. Thông cáo cho biết, tàu được lắp hệ thống radar CRAS tăng đáng kể đặc tính chiến đấu của các phương tiện vô tuyến kỹ thuật trong việc phát hiện mục tiêu trên không và trên biển. Các thiết bị phát hiện mục tiêu và giám sát mặt biển, thiết bị chiến tranh điện tử, gây nhiễu điện tử đã được thay thế bằng thiết bị hiện đại hơn. Tatarstan là chiếc tàu hộ vệ lớp Tribune Project 11661 đầu tiên được chế tạo. Con tàu được đánh số hiệu 691, được khởi động vào năm 1993, hạ thủy năm 2001 và biên chế năm 2003. Nó là một trong hai tàu chiến lớn nhất của tiểu hạm đội Cabin và cũng là soái hạm của hạm đội đặc biệt này. Tàu hộ vệ Tatarstan có nhiều điểm khác biệt so với Tribune 3.9 dành cho Việt Nam, đặc biệt là thiết kế bệ phóng tên lửa Oran đặt dọc thân tàu thay vì bố trí bắt chéo nhau như Tribune 3.9. Tàu Tatarstan được trang bị tên lửa hành trình chống hạm GH-35 đặt tầm phóng đến 130 km, trang bị đầu dò chủ động. Ngoài ra, tàu hộ vệ Tribune đầu tiên của Hải quân Nga được trang bị tổ hợp tên lửa phòng không OSA-M với một bệ phóng 2 giá treo cùng 20 quả đạn tên lửa có thể bắn rơi mục tiêu ở cự ly 15 km, độ cao lên đến 12 km. Rõ ràng, với hệ thống vũ khí này, chiến hạm Tatarstan của hạm đội Cabin có phần thua kém Tribune 3.9 của Việt Nam khi tàu được trang bị hệ thống vũ khí bao gồm pháo hạm AK-176M, 2 pháo bắn nhanh AK-630M, một hệ thống CEWS Plasma, 2x4 tên lửa chống hạm Uran EUE. Ngoài ra, còn trang bị radar gồm một đài radar cảnh giới Positi ME, một radar dẫn dắt Minora ME, một radar điều khiển hỏa lực pháo 5B-10-03E Aska, một radar hàng hải MO-231, thiết bị thủy âm gắn vào thân tàu. Trong khi đó, theo website chính thức của nhà máy đóng tàu Selenoros, các tàu Tribune 3.9 có lượng nhận nước đầy tải 2.200 tấn, chiều dài tổng thể 102,4 m, chiều rộng 14,4 m, chiều cao 7,25 m, mớ nước khoảng 5,6 m, tốc độ di chuyển tối đa 29 hải lý trên 1 giờ. Tàu có tầm hoạt động 4.000 hải lý khi di chuyển với tốc độ 10 hải lý trên giờ, khả năng hoạt động độc lập liên tục 20 ngày trên biển và được vận hành bởi kiếp thủy thủ 84 người. Trong khi đó, tàu hộ vệ tên lửa Tatarstan có lượng nhận nước toàn tải chỉ 1.930 tấn, dài 102,4 m, rộng 13,09 m, mớ nước 5,3 m, thủy thủ đoàn 98 người. Rõ ràng, xét về thông số, chiến hạm Tribune 3.9 Việt Nam nhỉnh hơn hẳn tàu Tatarstan của Nga.